Minh Vi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FPNC ngày 28 tháng 10. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin như sau. Nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, kể từ ngày 15 tháng 11 tới đây, hành khách đi máy bay chỉ phải thực hiện soi chiếu tại một điểm chung của cơ quan hải quan và an ninh hàng không. Hiện nay hành lý của khách xuất cảnh tại nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra hai lần bằng máy nội soi, kiểm tra hành lý ký gửi và kiểm tra hành lý xách tay, khiến hành khách mất nhiều thời gian làm thủ tục gây ùn tắc, đặc biệt là giờ cao điểm. Để tạo thuận lợi cho hành khách xuất cảnh, Bộ Tài chính đã thống nhất với phương án đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện một điểm soi chiếu chung. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện đề án soi chiếu hành lý ký gửi của khách trước khi hành khách nhập cảnh nhận hành lý, nhằm tạo thuận lợi, tăng cường quản lý giám sát hải quan và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thưa quý vị, đầu tuần tới, Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc ngắt sóng truyền hình tương tự hay analog. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 11, Đà Nẵng sẽ bắt đầu thực hiện ngắt sóng truyền hình analog, tức sóng truyền hình được thu bằng anten râu hoặc anten cột cao ngoài trời. Người dân Đà Nẵng sẽ phải chuyển qua xem truyền hình sử dụng công nghệ số, bao gồm số mặt đất, số vệ tinh và truyền hình cáp. Trước đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu các đài truyền hình phải đẩy mạnh thông báo kế hoạch ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự tại Đà Nẵng. Theo đó, các đài phải thường xuyên phát sóng các clip tuyên truyền về số hóa truyền hình, chạy dòng chữ thông báo thời gian ngừng phát sóng truyền hình tương tự, cũng như nhắc nhở người dân trang bị đầu thu truyền hình số hoặc TV có khả năng thu truyền hình số. Hôm nay ngày 28 tháng 10, YouTube kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của mình tại Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện Google cho biết Việt Nam lọt vào top 10 nước trên thế giới có thời lượng xem video cao nhất qua YouTube. Trong năm qua, Việt Nam đã tăng trưởng 120% về thời lượng xem video so với năm trước, trong đó thời lượng xem qua điện thoại di động chiếm đến 50%. Cùng với việc gia tăng thời lượng xem, YouTube cho biết luôn nỗ lực cung cấp những phiên bản cập nhật mới mang đến sự tiện dụng cho người dùng trên mọi thiết bị. Kể từ khi ra mắt trang youtube.vn, thì một thế hệ sáng tạo nội dung mới đã được hình thành tại Việt Nam. Họ là những người trẻ tuổi, năng động, có tính sáng tạo cao, nên dễ dàng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, khán giả mạng. Sau một năm thì Việt Nam đã có 4 nhà sáng tạo nội dung ghi tên mình vào danh sách những kênh đạt được hơn 1 triệu người theo dõi. Còn thời lượng đăng tải đạt tỷ lệ tăng trưởng 235%. Bà Nguyễn Phương Anh, giám đốc tiếp thị Google tại Việt Nam chia sẻ những kế hoạch phát triển YouTube trong tương lai. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của YouTube tại Việt Nam. Hơn 50% của những cái truy cập của YouTube hàng ngày là trên điện thoại di động rồi. Ngoài ra đó là cái số lượng nội dung được upload trên YouTube là tăng gấp gần 3 lần tại Việt Nam. Và cái đấy là một cái điều Phương Anh tham gia rất là tự hào, tại vì càng ngày càng nhiều nội dung Việt được phát ra khoảng toàn quốc và nhiều người trên thế giới biết về người Việt hơn, biết về văn hóa Việt Nam hơn. Trong tương lai thì Phương Anh muốn nhấn mạnh là về phát triển thêm cái hệ sinh thái của cộng đồng YouTube, đó là người dùng, người sáng tạo YouTube và người quảng cáo, những nhãn hàng quảng cáo. Để phát triển được cái cộng đồng này hơn thì chúng tôi đầu tư rất là nhiều vào cái chương trình Partner Program, là một cái chương trình đối tác của YouTube hỗ trợ cho những bạn sáng tạo YouTube càng ngày càng cái phát triển được kênh của mình tốt hơn. Hiện tại, YouTube vẫn là nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 400 giờ video được upload lên mỗi phút tính trên toàn cầu. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC67 vừa cho biết lượng xe máy quá hạn sử dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sau một tuần cảnh sát giao thông ra quân xử lý. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC67, tính đến ngày 27 tháng 10, 544 trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn lưu thông đã bị xử phạt, tạm giữ 361 phương tiện. Trong đó, các trường hợp vi phạm chủ yếu là về dung tích xi lanh, kết cấu khung sườn, thiếu đèn hoặc gương chiếu hậu, v.v. Theo đánh giá của cơ quan, tình trạng xe không đạt tiêu chuẩn lưu thông đã giảm rõ rệt sau một tuần lực lượng ra quân xử lý. Nhiều xe không còn dám lưu thông. Những chiếc xe này thường là những chiếc xe rất cũ, được sửa lại dùng để chở hàng. Tài xế lái xe thường chạy ẩu lạng lách, thường gây tai nạn, gây lo lắng cho người đi đường. Tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiếm đến 94% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao thành phố SHTB đang đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều rộng sang chiều sâu. Bên cạnh kết quả hiện có này, trong giai đoạn sắp tới 2016-2020, SHTB có những chiến lược gì để tiếp tục duy trì tăng trưởng về thu hút đầu tư, sản xuất cũng như các hoạt động nghiên cứu phát triển và ươm tạo doanh nghiệp? Xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi ngắn của chương trình cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý SHTB xung quanh vấn đề này.
Thưa ông, sau hơn 3 quý hoạt động, ông đánh giá thế nào về tình hình sản xuất, xuất khẩu cũng như là thu hút đầu tư của khu nghệ cao, và đến hết năm nay thì dự đoán sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra của khu hay chưa ạ? Có thể nói năm nay là một cái kết quả hết sức là vượt trội, cả về cái kết quả sản xuất, xuất khẩu và cũng như là kết quả thu hút đầu tư. Về thu hút đầu tư đó, thì với cái kết quả thu hút đầu tư cho đến thời điểm hiện nay đó, thì đã vượt gấp hơn 3 lần với cái chỉ tiêu đặt ra. Và tôi dự đoán là đến cuối năm nó sẽ còn vượt thêm nhiều lần nữa. Vì hiện nay đang có một cái số dự án rất tốt và đang trong quá trình chuẩn bị hoàn thiện các cái thủ tục để cấp phép đầu tư. Và về sản xuất mà nói đó, thì với cái mục tiêu đặt ra là sản xuất và xuất khẩu đó đạt khoảng 4 tỷ đô, thì cho đến hiện nay triển vọng cho thấy là sẽ vượt cái mức này. Cũng liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư thì sau 13 năm hoạt động, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cũng cho biết là quỹ đất để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao đang cạn dần. Vậy thì trong giai đoạn sắp tới 2016 đến 2020, khu công nghệ cao sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục sắp xếp quỹ đất và thu hút đầu tư ạ? Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo từ năm 2013 là chuẩn bị để đầu tư cái khu công nghệ cao thứ hai với cái mô hình là khu công viên khoa học, diện tích là khoảng 200 hectare. Thì hiện nay cái tiến trình đang chuẩn bị hết sức là gấp rút. Trong năm nay phải xong cái dự án khả thi để sang năm 2016 là sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái đầu tư cái hạ tầng cho cái khu công viên khoa học. Hiện nay đó thì với cái diện tích của cái khu sản xuất sắp được lấp đầy thì chúng tôi cũng đang hết sức là chọn lọc những cái nhà đầu tư thật là có cái chất lượng và uy tín để làm sao tạo ra một cái hệ sinh thái cho các cái sản phẩm công nghệ cao, và đặc biệt trong đó là các cái hoạt động nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm công nghệ cao. Thưa ông, vấn đề liên kết với các viện trường, đặc biệt là các trường đại học, được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy nguồn chất xám cũng như là tận dụng nguồn nhân lực để phát triển nền công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, dường như thời gian qua vấn đề này vẫn chưa được thật sự nhấn mạnh. Vậy thì trong giai đoạn tới, khu công nghệ cao sẽ có những giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy những liên kết này với các viện trường? Có thể nói đó là một cái khâu yếu lâu nay giữa cái liên kết các cái doanh nghiệp với các trường đại học và với các cái viện nghiên cứu, hay nói cụ thể hơn là các cái nhà khoa học với doanh nghiệp. Thế thì khu công nghệ cao với cái sứ mệnh của mình đấy, thì chúng tôi đặt đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm 2016, và nó sẽ khởi đầu cho cả cái giai đoạn sắp tới 2016-2020, làm sao tạo ra một cái mối liên kết thông qua những cái chương trình thúc đẩy phát triển trong cái nghiên cứu khoa học và đặc biệt là thương mại hóa những cái sản phẩm công nghệ cao. Ngoài các vấn đề vừa chia sẻ thì theo ông đâu là những nhiệm vụ trọng tâm mà khu công nghệ cao đặt ra trong giai đoạn phát triển sắp tới 2016 đến 2020? Giai đoạn 2016-2020 đó thì khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với cái sứ mệnh của mình không chỉ là hình thành một cái khu công nghiệp sản xuất công nghệ cao, mà quan trọng hơn là tập hợp và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, tập hợp các cái chuyên gia, các nhà khoa học để triển khai những cái nghiên cứu phát triển và thúc đẩy những cái dự án công nghệ cao, đặc biệt là những cái dự án khởi nghiệp. Và hướng đến mục tiêu năm 2020 đó, thì khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một cái trung tâm khoa học công nghệ không chỉ của Việt Nam mà có thứ hạng ở trong khu vực Đông Nam Á. Xin cảm ơn ông ạ.
Hạt giống số 1 của giải Thụy Sĩ mở rộng, Roger Federer đã đánh bại Mikhail Kukushkin trong trận đấu chỉ trong 55 phút sau 2 set với tỷ số 6-1 và 6-2. Tàu tốc hành hy vọng sẽ lần thứ 7 giành danh hiệu tại quê nhà. Set đấu đầu tiên đã kết thúc chỉ trong 22 phút và set sau anh cũng không gặp khó khăn để giành chiến thắng. Ở trận đấu tiếp theo, Federer sẽ tiếp đón đối thủ đến từ Đức là Philipp Grosskreiber. Tổng thống Obama đã chào đón các thành viên của tuyển bóng đá nữ Mỹ bằng nghi lễ trang trọng tại Nhà Trắng sau khi đội giành chức vô địch thế giới hồi tuần qua. Ông Obama cũng đã dành những lời chúc mừng dành cho tuyển Mỹ, trong đó có cầu thủ Carly Lloyd, người đã lập cú hat-trick trong trận đấu chung kết. Tuyển Mỹ đã xuất sắc vượt qua tuyển Nhật Bản bằng chiến thắng 5-2, qua đó giành ngôi vô địch World Cup nữ. Câu lạc bộ Hoffenheim đang thi đấu ở Bundesliga đã bổ nhiệm ông Julian Nagelsmann làm huấn luyện viên trưởng ở tuổi 28, qua đó trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải bóng đá hàng đầu nước Đức. Ông Nagelsmann vừa tốt nghiệp lớp đào tạo huấn luyện viên. Nagelsmann đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội U19 của câu lạc bộ này trước khi được bổ nhiệm chính thức vào chiếc ghế nóng của đội, lên cầm quân thay thế huấn luyện viên Marcus Gidon, người vừa bị sa thải hồi đầu tuần. Hoffenheim hiện đang xếp ở vị trí thứ 17 với 6 điểm có được sau 10 vòng đấu ở Bundesliga. Tân huấn luyện viên của Liverpool, Jurgen Klopp cho biết ông và các học trò sẽ cố gắng cải thiện thành tích trong thời gian tới ở buổi họp báo trước trận đấu với AFC Bournemouth ở giải đấu League Cup. Trận hòa với Southampton ở giải Premier League hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy đội vẫn chưa có được sự cải thiện về thành tích sau 3 trận đấu chưa thể có được chiến thắng. Jurgen Klopp đến Liverpool với nhiều hy vọng từ ban lãnh đạo của câu lạc bộ sẽ cải thiện thành tích hiện có, nhưng sau 3 trận đấu đầu tiên cho thấy sức ép và sự kỳ vọng đang ngày trở nên nặng nề hơn với ông thầy người Đức khi đến sân Anfield. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FBNC để cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Chứng khoán châu Á đã giảm điểm do các nhà đầu tư thận trọng trước kỳ họp chính sách 2 ngày của Fed. Các nước EU công bố những quy định mới về phí sử dụng điện thoại.